Xin chào các bạn. Là lần đầu tiên mà Như Tí Trồng được cái vận hành đó, nó nhiều như thế này. Coi như là đến thời điểm này thì nhà Như Tí là ăn là không có được hết hành ha các bạn ha. Ngày nào cũng thu hoạch hết nhưng mà sự là ăn là không hết rồi đó. Mình sẽ không trồng thêm nữa. Và mình cũng muốn hướng dẫn các bạn ý cách để mà trồng đó. Hành á, các bạn mua về mình lấy thân, lấy cái lá để mình sử dụng rồi thì còn cái thân đó các bạn, mình cắm xuống như thế này ha. Đó, mình cắm xuống như thế này rồi sau đó mình sẽ khi mà cái này nó khô nè các bạn, một chút nữa mình sẽ tước mấy cái này nè, tước mấy cái vàng vàng ra cho nói chung là vệ sinh nó thật là sạch. Hành này là nó ưa sạch các bạn ha. Mình tước ra, mình cứ tưới ra như vậy mình dục những cái cánh mà vàng đi, úa đi ha. Đó, thì mình càng tưới ra thì cái cây hành nó càng đẻ và cái cọng hành nó càng to. Đó, cọng hành nó càng to. Và mỗi ngày mình đều ra mình tưới như vậy để mình lấy cái nhánh hành á, mình đi nấu canh, mình sử dụng. Hôm nay mình chưa tước các bạn. Hôm nay mình chưa tước, một chút xíu nữa khi mà nấu ăn thì mình mới ra mình tước cho nó tươi ha các bạn ha. Đó, cái thú vui làm vườn các bạn. Ở nhà mình ba mẹ mình có tới 6 đứa con lận. Nhưng mà trong đó thì có 2 đứa là có cái thú vui làm vườn. Nhưng mà cái bé kia thì nó trồng, nó thích trồng hoa thôi chứ nó không có thích trồng rau như mình. Còn mình thì mình thích rau, đặc biệt là trồng rau. Cái chiếc xe rùa của mình nhỏ đó các bạn hư rồi á, mình lấy mình trồng được cái 3 cái hàng như thế này ha. Rồi còn đây là những cái thùng xốp, cái thùng nước suối mà nó bị lủng rồi đó, mình mua về rồi mình cắm vô. Đây mình cắm vô trong cái lọ này đó là cái hũ á, đựng nước á mà nó cũng lên. Nói chung những lần trước mình cũng thất bại rất là nhiều rồi các bạn. Còn đây á, là cái cây tía tường, cái cây tía tường đó. Hôm nay cái tía tô đã ra hoa rồi nè. Cái tía tô trước mình trồng rất là to ở trên cái vườn ở trên nè, trên rồi cây này mình mới cắm lại thôi, mình mới ăn xong các bạn nè, khi mua về lặt lá ăn xong mình cắm lên nè. Hôm nay nó lên này nè, tươi tốt, cái thương dễ sợ hơn đó. Lần ăn thu hoạch được rồi đó các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Như Chí nha.